Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Thì bữa nay mình cũng có gửi đến các cô chú, các anh chị em 4 con dê cái tơ của em Thanh ở ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em Thanh là 0384 706 559. Thì em Thanh có 4 con dê cái tơ các bạn ơi. Ở đây thì 4 con dê cái tơ này cũng đã tới lứa vào giống rồi các bạn. Thì các cô chú, các anh chị em nào khởi nghiệp nuôi dê hoặc là mua dê để về làm giống đó các bạn, thì cứ liên hệ với em Thanh. Thì 4 con dê này thì nó cũng khá là đẹp các bạn. Thì các cô chú, các anh chị em có quan tâm á thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thanh để đến chuồng xem dê, và để em Thanh hỗ trợ cho các cô chú, các anh chị em địa chỉ và hình ảnh thực tế của những con dê em Thanh chia sẻ các bạn ơi. Thì theo em Thanh chia sẻ đó các bạn, thì 4 con dê này em Thanh bán với giá là 10 triệu các bạn. Thì mỗi con là 2.500.000. Thì cái giá này thì cũng rất thích hợp cho các cô chú, các anh chị em mua về để làm giống. Thì thông qua kênh Phú Sĩ TV của mình đó các bạn, thì cũng hỗ trợ cho các cô chú, các anh chị em mua hoặc bán dê giống hoặc dê thịt, để có những địa chỉ và số điện thoại đó, thì các cô chú, các anh chị em cứ liên hệ trực tiếp và đến chuồng mua dê xem dê. Thì tiện đây thì các cô chú, các anh chị em có nhu cầu bán dê đàn hoặc là dê thịt đó, thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thanh qua số điện thoại là 0384 706 599. Thì video mình cũng kết thúc tại đây. Thì lâu quá thì cũng không có chia sẻ video bán dê giống hoặc dê thịt cho các cô chú, các anh chị em. Thì bữa nay có 4 con dê cái cũng khá là tốt nữa các bạn. Thì cứ các cô chú, các anh chị em nào cứ có nhu cầu đó, mua để về để làm giống đó, thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thanh qua số điện thoại và địa chỉ mình để trên màn hình video. Rồi chúc các cô chú, các anh chị em chăn nuôi dê được phát triển tốt.